Dạ Côn không nói, bởi vì không tìm ra manh mối gì, xem ra thực lực của hung thủ rất mạnh. Bất quá loại cục diện này hẳn là cục diện mà tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy, đúng là một cái kết hoàn mỹ. Nhưng Dạ Côn không thể để ký Văn Sơn uổng mạng, dù sao ký Văn Sơn trợ giúp mình mấy lần, nhưng bây giờ không có đầu mối, không có chứng cứ, giúp thế nào. Xảy ra chuyện như vậy, thái thú phải lập tức bẩm báo tới thái kinh mới được, đây coi như là cho phan đối ý cùng dạ gia chủ một đời an ủi. Du Bình hướng phía ba đài chấp tay nói ra. Đúng vậy, hiện tại chân tướng đã sáng tỏ, nhưng lại khiến cho người ta thất vọng, đau khổ. Hôm qua ký châu trưởng còn tại công đường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hôm nay lại tự sát tạ tội, không chịu được áp lực. Ba đài thở dài một tiếng, chuyện này khiến dạ côn thầm phi một tiếng, thái thú ngươi bây giờ có thể thuận lý thành chương ngồi lên vị trí châu trưởng đi, ngân sắc nam nhân trầm giọng nói ra. Ta cảm thấy sự tình có điều kỳ quặc, dạ viện trưởng người thấy thế nào? Nghe thấy ngân sắc nam nhân, dạ côn sững sờ, lập tức gật đầu nói. Quả thật là thế. Nếu thật có vấn đề gì, hai vị mau sớm nói ra, dù sao sẽ có người từ Thái Kinh tới kết án, đến lúc đó liền không làm rõ được. Ba đài hướng phía hai người chắp tay, lập tức cùng Du Bình rời khỏi thư phòng, châu trưởng chết, ba đài còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Dạ côn đột nhiên phát hiện, phi tuyết thế mà đang quan sát thi thể, cũng không nói gì. Dạ viện trưởng, xem ra có người muốn châu trường chết, hơn nữa phải chết có giá trị. Sau khi thái thú rời đi, ngân sắc nam nhân cũng không có cố kỵ, cùng dạ côn thảo luận lên. Dạ côn ưng một tiếng. Châu trưởng chết rồi, được lợi lớn nhất chính là ba đài. Đúng thế, nhưng dạ viện trưởng có nghĩ tới một chuyện, kết quả thật sự là như vậy ư. Ừ, ngân sắc nam nhân từ tốn nói. Lời ngân sắc nam nhân nói khiến dạ côn chấn động, đúng vậy, được lợi cực kỳ không sai nếu thật là ba đài làm vậy đúng là quá mạo hiểm ba đài là một người cực kỳ cẩn thận sẽ không làm chuyện như vậy đây quả thực là một công đôi việc cho châu trưởng rơi đài cáo nổi còn có thể giá họa ba đài nhân tài tư duy điều khiển của người này thật lợi hại bên cạnh còn có người cường đại hỗ trợ trước đó còn có người chuẩn bị mưu sát tam hoàng tử chẳng qua là bị ta ngăn cản ngân sắc nam nhân âm u nói ra dạ côn tàu mò hỏi Tam hoàng tử tại hoàng thất có đối thủ nào không? Đối thủ? Nghe đồn hình như là cử hoàng tử. Nói đến cửu hoàng tử, dạ côn cũng không xa lạ gì. Bên trên phi thuyền người ta còn mời mình ăn cơm đây. Ba đài tại Thái Kinh có ai không? Dạ côn hỏi lần nữa. Ếch, không biết. Ngân sắc nam nhân lắc đầu. Dạ côn than nhẹ một tiếng. Phi tuyết, đi. Tới ngày ngân sắc nam nhân nhìn dạ côn rời đi cũng đi theo rời đi ngồi lên xe ngựa dạ côn tò mò hỏi ông chủ dạ viện trưởng đừng gọi ta như vậy ta không quen được nhìn ra thứ gì không châu trưởng quả thật không phải tự sát phi tuyết nhẹ nói ra chuyện này khiến dạ côn vui vẻ lão bản vẫn có chút tài năng vậy xảy ra chuyện gì dạ viện trưởng hàn biết ngũ nhạc bên cạnh thái kinh chứ biết bất hòa với thái kinh chẳng qua là bị nguyên tôn kiếm đế trấn nhiếp dạ côn cũng đọc được ở trong sách phi tuyết cười khẽ một tiếng tại ngũ nhạc có một loại thảo dược đặc thù tên là huyết ngọc loại huyết ngọc này ở trên toàn bộ huyền nguyệt đại lục chỉ có ngũ nhạc mới có loại thảo dược này vô luận phối với độc dược gì đều sẽ có hiệu quả che giấu hoàn mỹ Ngươi nói là, trầu trưởng là uống dược vật kia, làm sao ngươi nhìn ra được? Dạ côn tò mò hỏi, phi tiết này cũng không đơn giản nha, người bên cạnh mình, hình như từng người đều có mục đích. Không sai biệt lắm, thuộc về loại độc dược không chế, về phần làm thế nào nhìn ra được, huyết ngọc tuy nói có thể hoàn mỹ che giấu, nhưng đối với ta mà nói, vẫn có thể phân rõ. Làm sao phân rõ? Ngươi muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Dạ, côn. Không nói chuyện khác, làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Ta lừa khắp bốn phương, không đúng, ta đi khắp bốn phương, gặp qua rất nhiều kỳ văn mà thôi. Dạ côn cũng không muốn nói gì, ngươi chính là một tên đại lừa gạt, cũng không biết lan lộn vào học viện của mình làm gì. Bất quá nếu phi tuyết xác nhận là đồ vật ngũ nhạc, vậy cũng có thể là ngũ nhạc muốn gây sự, cộng thêm cha cùng mẫu thân đi biên quan hạ đô, đây chẳng lẽ là âm mưu của ngũ nhạc đậu xanh mình làm sao lại lội vào vũng nước đục này mục tiêu trước kia là gì sống một cuộc sống thoải mái hưởng thụ sinh hoạt hiện tại hoàn toàn thay đổi chờ trở lại học viện sát trời đều đã ảm đạm xuống phi tuyết cũng nhịn không được nói ra giả dạ, viện trưởng có dành học phi hành đi rất thuận tiện không học ta thích đi bộ côn ca ta là người có nguyên tắc sao có thể tùy tiện cải biến ý nghĩ của mình đây Dạ Côn đi vào trong hành lang học viện, mọi người đều nhìn về phía Côn ca. Đệ đệ đâu? Dạ Côn thế mà trên bàn cơm không nhìn thấy đệ đệ, còn có hai vị đệ muội. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi u oán nhìn về phía Dạ Côn, Nguyên Trần và Phong Điền thở thật dài. Đây là nam nhân có thê tử, không đúng, đây là nam nhân có hai thê tử, căn bản sẽ không ra tới. Dạ Côn trực tiếp bó tay rồi, rốt cuộc biết ánh mắt u oán kia của thê tử có ý gì. Dạ Côn ngồi xuống, bất đắc dĩ nói ra. Ly Nhi, Mộ Nhi, mua chút thuốc bổ bồi bổ cho đệ đệ, đừng chết ở trên giường. Phu quân, tình huống hiện tại rốt cuộc như thế nào? Diệp Ly lo lắng hỏi. Dạ côn kể rõ toàn bộ sự tình một lần, mọi người nghe xong cũng rất rung động, đều tưởng rằng đây là thật, dù sao cũng không biết dạ côn là chủ mưu án mạng phan ra. Bất quá khi dạ côn nói phân tích của phi tuyết, mọi người lần nữa hít vào một hơi lạnh khí, cảm giác an khang châu thật nguy hiểm vẫn là huyện Thái Tây tốt. Nguyên Trần cảm thán một tiếng. Đúng vậy, trừ thích khách bị côn ca phát hiện, liền không còn án mạng gì nữa. Phong Điền cũng thì thào nói ra, lập tức nhìn về phía dạ côn, sao cảm giác côn ca đi tới chỗ nào, chỗ đó liền có người chết. Phu quân, ký châu trưởng đối với chúng ta cũng không tệ lắm, hiện tại ổng mạng, chúng ta nhất định phải trợ giúp y. Diệp Ly cũng là người có chính nghĩa, nhan mộ nhi đồng ý với quan điểm của Diệp Ly. Ừm, phu quân nhất định phải bắt lấy cái tên xấu xa này, đúng là táng tận thiên lương. Hiện tại không có bất kỳ manh mối gì, căn bản không biết là ai làm, hiện tại đầu óc dạ côn là một đoàn sương mù, cảm giác người nào cũng đáng nghi. Trong lúc côn ca đang nhức đầu, dạ tần lại mang theo hai vị tiểu thê xuất hiện. Chỉ thấy khóe miệng dạ tần rào rạt nụ cười, tự yên cùng trưởng tôn nhị tả hữu đỡ lấy, giống như rất sợ tần ca không ổn định ngã sức xuống. Đại ca, tẩu tẩu. Đại ca, tẩu tẩu, dạ cô nhìn đệ đệ, ra đọa, ra đọa, bất quá đệ đệ vì cha và mẫu thân, cũng rất liều. Nhìn tử yên cùng trưởng tôn nhị, gương mặt cả hai ngượng ngùng, chuyện này khiến Diệp Ly và nhan mộ nhi hâm mộ không thôi, còn mình lại giống như thủ hoạt quả vậy, đúng là sắp phát điên rồi. Tần ca, cuối cùng ngươi cũng chịu ra ăn cơm, chúng ta còn tưởng rằng sáng sớm ngày mai ngươi mới ra đây. Nguyên Trần trêu gạo nói ra, nguyên lai like tần ca lợi hại hơn côn ca nhiều, dạ tần cũng không ngượng ngùng. Đói quá còn làm được gì, phải ăn cơm mới có sức chứ. Từ yên cùng trường tôn nhị rất ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ. Xem ra vận khí dạ tần dần dần có chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua là kiểu thê bên cạnh đều mang mục đích mà thôi, dạ côn nghe xong tâm tình tốt hơn nhiều. Được rồi, ngồi xuống cùng ăn cơm đi. Đại ca, sao mặt mày ủ rũ vậy? dạ tần rất nhanh liền phát hiện đại ca không thích hợp lo lắng hỏi ký châu trưởng chết rồi dạ côn từ tốn nói dạ tần kinh hô một tiếng trường tôn nhị bên cạnh cũng như vậy cho dù từ yên đều có chút kinh ngạc lúc ký châu trưởng chết đã gánh hết tất cả tội danh lên trên đầu mình vấn đề này rất không đơn giản không phải chứ ký châu trưởng không thể nào làm những chuyện đó được dạ tần thì thào nói ra trường tôn nhị tựa hồ có thể phỏng đoán chẳng lẽ đây là ý chỉ của phụ hoàng bảo đảm thanh danh cho dạ gia cũng cho dạ côn một câu trả lời thỏa đáng thế nhưng tại sao phải lấy mạng của châu trưởng trưởng tôn nhị có chức nghĩ không ra dạ côn chú ý đến biến hóa của trưởng tôn nhị hy vọng có thể nhìn ra chút gì đó nhưng chỉ là kinh ngạc bình thường mà thôi cũng không có gì khác đúng vậy và lại phi tuyết đã kết luận châu trưởng là bị người khác hãm hại dùng độc dược đến từ ngũ nhạc nói xong dạ côn liền nhìn về phía trưởng tôn nhị dù sao ngươi cũng là công chúa, hẳn phải biết chút gì đó đi. Độc dược của ngũ nhạc, trường tôn nhị trầm giọng nói. Không sai, ngũ nhạc huyết ngọc, đệ muội có biết không, dạ côn tò mò hỏi, trường tôn nhị lắc đầu. Ta chỉ là nghe nói qua huyết ngọc, ngũ nhạc luôn bất hòa với thái kinh, nếu như đây là do ngũ nhạc làm, vậy bọn họ đang muốn chiến tranh, có phải ngũ nhạc huyết ngọc hay không, hiện tại vẫn chỉ là lời từ phiếu phi tuyết dạ côn cũng không chắc chắn lắm dù sao phi tuyết là tên đại lừa gạt nghiêm trọng như vậy sao phong điền âm u nói ra làm sao lại biến thành thái kinh cùng ngũ nhạc chiến tranh rồi đi theo côn ca quả thật luôn có thể nhìn thấy đại sự trường tôn nhị nghiêm túc gật đầu quả thật rất nghiêm trọng Đều ăn cơm đi món ăn tầu tầu làm đã sắp nguội cả rồi tự yên nhẹ giọng cười nói vừa ăn vừa nói chuyện phụ mẫu không có ở bên cạnh côn ca chính là nhất gia chi trường, côn ca không có động đũa, những người khác dĩ nhiên cũng sẽ không động đũa. Ăn đi, tiêu tử ngươi hẳn đói bụng lắm rồi, ta cố ý bảo tẩu tẩu ngươi chuẩn bị thêm một chút thuốc bổ đấy, dạ côn vỗ vỗ bả vai đệ đệ, hiện tại đã trở thành nam nhân, khiến công chúa mang thai chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đúng là bên ngoài loạn, trong nhà cũng loạn. Tạ ơn tổ tẩu. Dạ tần cười nói, tranh thủ thời gian bồi bổ thân thể mới được, hai thê tử cũng không phải dễ hầu hạ như vậy. Nguyên Trần và Phong Điền đã bị tê, các người có ý gì, không thể để ý cảm thụ của chúng ta một chút à, không ở nổi nữa, trở về huyện Thái Tây được rồi, bằng không giống muốn cũng sẽ bị Côn Ca và Tần Ca tố chết ở chỗ này. Gần đây phát sinh khá nhiều chuyện, giả côn trầm ngâm suy nghĩ, xem thử có thể liên kết những chuyện này lại với nhau không, nghĩ đi nghĩ lại, côn ca thế mà ngủ thiếp đi, chuyện này khiến Diệp Ly và nhân mộ nhi nằm ở bên cạnh không còn lời nào để nói hoàn toàn dẹp đi ý niệm kia. Mà tại dạ gia An Khang Châu, khi biết Châu trưởng ôm lấy hết tội danh, dịch y vân liền vô cùng phẫn nộ. Mẫu thân, chuyện này chỉ sợ là do Thái Kinh an bài, dạ tư niên nhìn mẫu thân đang tức giận không thôi, thấp giọng nói ra, dịch y vân lạnh giọng nói ra. Ta thật không ngờ, thế mà để một vị Châu trưởng tới ôm lấy tất cả tội danh, thủ bút thật lớn. Mẫu thân, bây giờ chúng ta nên làm gì? hiện tại dạ gia ở Thái Kinh có thái độ như thế nào? Hiện tại dạ côn không còn hiểm nghi, đây có thể là cục diện dạ gia muốn nhìn thấy nhất, bọn họ đang trải đường cho dạ côn, vị trí gia chủ An Khang Châu, không phải dạ dương thì chính là dạ côn, chẳng qua dạ côn có thể lại cao hơn. Dạ côn mới bao nhiêu tuổi, dạ gia thật sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Dạ tư niên nghi hoặc hỏi. Dạ gia con là một lão hồ ly, lợi ích dạ gia trong lòng ông ta vĩnh viễn xếp thứ nhất, mà trong nhà này, đã không còn ai có thể mang lại ích lợi, ông ta đương nhiên sẽ không dùng nữa. Dịch Y Vân biết rõ dạ ra, dạ, đây là đại gia tộc không có tình cảm, chỉ có lợi ích. Dạ tư niên trầm mặc, ánh nến chập chờn soi sáng khuôn mặt của Y, tạo nên một khung cảnh rất quỷ dị. Mẫu thân, không có giá trị, chúng ta liền tạo ra giá trị. Dạ tư niên nói nhỏ, dịch Y Vân ngẩn người, ngừng đầu nhìn về phía Nhi Thử. Tạo ra giá trị, tạo như thế nào? phụ tử dạ minh có thần kiếm, lại được phong vương, chẳng lẽ chúng ta còn có thể tạo ra giá trị lớn hơn? Mẫu thân, người suy nghĩ một chút, hiện tại dạ gia dạ chúng ta còn có gì có thể lợi dụng, có thể khiến cho gia dạ gia dạ thay đổi chủ ý, dạ tư nhiên chẳng qua là có ý nghĩ như vậy. Hiện tại dạ gia. Dạ. Dịch y vân thì thào một tiếng, bỗng nhiên, dịch y vân nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ lúc trước cha con có một lần lén lén lúc lúc, cầm lấy một cái hộp ngẩn người thấy ta tới liền giấu đi hộp ở đâu dạ tư niên vấn đáp trong thư phòng cùng mẫu thân đến xem thử cha của con ẩn giấu đồ vật gì nếu như ông ta trên trời có linh hy vọng thứ đó sẽ có ích cho chúng ta dịch y vân trực tiếp đi đến thư phòng của dạ chiếu mà dạ tư niên theo sát phía sau chỉ sợ đây là hy vọng cuối cùng đi vào trong thư phòng của dạ chiếu hai mẹ con bắt đầu tìm kiếm sau một nén nhang thư phòng đều bị bọn họ lục tung một lần, thế nhưng lại không phát hiện ra thứ gì. Mẫu thân, cái hộp kia rốt cuộc như thế nào? Là một cái hộp gỗ rất bình thường, khẳng định có cơ quan, tìm tiếp. Dịch Y Vân xoa xoa cái chán đầy mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt, dạ tư niên làm sao cũng không phải như thế, chiếc hộp kia có thể là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của bọn họ, gõ vách tường, gõ sàn nhà, mẹ con hai vẫn không thu hoạch được gì, cảm giác mất mát bao phủ hai người nhiều năm nỗ lực cuối cùng công dã tràng may áo cho người đáng hận dịch y vân vô lực ngồi dưới đất không nhận mạnh không cam tâm dạ tư niên hô hấp dồn dập ngồi xổm người xuống an ủi mẫu thân đừng quá khó chịu lại nghĩ biện pháp khác nhưng vào đúng lúc này lông mày dịch y vân ngưng tụ tư niên con đi xem dưới bản sách một chút hình như có thứ gì đó đang nhô ra dạ tư niên quay đầu nhìn thử quả thật có gì đó hơi hơi nhô ra nếu như không phải ngồi dưới đất thật đúng là không nhìn thấy dạ tư niên mau chóng tới xem xét rút một cái hộp gỗ ra mẫu thân có phải là cái hộp này hay không không sai chính là cái hộp này cha con quả thật biết cách giấu đồ trong lòng dịch y vân mừng rỡ hai tay bưng lấy hộp đều có chút run rẩy nhưng dạ tư niên phát hiện chuyện kỳ quái chiếc hộp kia đã được mở ra hơn nữa trên lỗ khóa còn có dấu vết phong ấn có phong ấn lại bị mở ra chẳng lẽ có người đã ra tay trước Dịch Y Vân tranh thủ thời gian mở hộp gỗ ra, bên trong chỉ có một tấm giấy vàng. Chuyện này khiến Dịch Y Vân hơi thất vọng. Lúc mở tấm giấy vàng kia ra, nhìn nội dung bên trong, trên mặt Dịch Y Vân vô cùng kinh ngạc, cả người phảng phất giống như bị sét đánh. Ngay cả nhi tử bên cạnh hỏi thăm cũng không có phản ứng. Tự nhiên chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Dịch Y Vân mừng rỡ vô cùng, nắm lấy hai vai nhi tử. Mẫu thân trong thư này nói cái gì? nhi tử, con xem. Giả dạ, tư niên tiếp nhận tờ giấy trong tay mộ thân, nghiêm túc nhìn lại, vừa mới thấy mở đầu, cả người liền bối rối một nửa, sau khi đọc xong thì bộ dáng liền giống như dịch vân y khi nãy. Tư niên, cha con thế mà có quan hệ với nguyên tôn kiếm đế, từ trước đến giờ ông ấy chưa từng nói với ta. Hơn nữa theo trong thư nói, nguyên tôn kiếm đế tựa hồ còn thiếu cha con một cái nhân tình. Dịch y vân cho đến giờ vẫn không tin những gì mình đọc được, tranh thủ thời gian lại nhìn một lần bảo đảm mình không nhìn lầm, dạ tư niên bình tĩnh lại, nghi hoặc hỏi. Nguyên tôn kiếm đế không phải đã vẫn là sao? Tại sao lại có quan hệ với cha? Nguyên tôn kiếm đế mạnh cỡ nào chứ, không có ai biết có phải y đã thật sự chết rồi không, cho dù hiện tại còn sống cũng là chuyện bình thường. Dịch y vân đứng dậy, ngồi ở sau bàn đọc sách, tay cầm trí bảo, bờ môi đều hương vấn run dày. Dạ tư niên cảm thấy lời này của mẫu thân có đạo lý, Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Viết thư cho Gia Gia con. Không thể, đến lúc đó Gia Gia nhất định sẽ lấy đi. Dạ tư niên lo lắng nói. Dịch Y Vân cười nói. Tư niên, con vẫn chưa đọc kỹ bức thư này à? Nguyên tôn kiếm đế chỉ đích danh hậu nhân của cha con, người khác không dùng được. Dạ tư niên lại nhìn một lần, vừa rồi quá kích động, thật không để ý đến. Nếu thế thì có thể chắc chắn rồi, Dạ thiếu long chết, hậu đại chỉ còn lại một mình con. Không sai. Nói đến đây, vẻ mặt dịch y vân chìm xuống. Cha con quá bất công, chuyện này giấu ta lâu như vậy. Hơn nữa, nhìn tính toán này của cha con, rõ ràng là định cho dạ thiếu long dùng, nhìn cái hộp này một chút, vội vàng mở ra còn chưa kịp đóng lại. Dạ tư niên lúc trước cảm thấy, cha có bất công hay không không quan trọng, đều là chuyện nhỏ, nhưng đây chính là chuyện liên quan đến nguyên tôn kiếm đế, là việc lớn minh thế mà không biết một chút gì chuẩn bị vụng trộm cho dạ thiếu long làm chuyện này không chỉ đơn thuần là bất công nữa rồi dạ thiếu long muốn làm gia chủ ngay cả thứ này cũng muốn lần này chết rất tốt từ niên những chuyện khác có thể không cần chúng ta chỉ cần một thứ đó chính là bái sư nguyên tôn kiếm đế xịt y vân trầm giọng nói đây là tiền lời lớn nhất nếu như đạt được danh xưng đệ tử nguyên tôn kiếm đế vậy càng có giá trị hơn một thanh thần kiếm dạ tư niên nhẹ gật đầu bái sư đúng là lựa chọn tốt nhất, ngẫm lại trong lòng liền có chút xúc động bàng hoàng. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta lập tức đến hoa hương lâu. Dịch y vân muốn nhanh chóng dứt điểm chuyện này, tránh cho đêm dài lắm mộng, mà hoa hương lâu lại chính là hoa lâu dạ côn cùng dạ tần trước đó đã đi qua. Xem ra đây cũng là nơi dạ chiếu cùng nguyên tôn kiếm đến gặp mặt. Dạ ra ở thành đông, cách hoa hương lâu không xa, lúc dịch y vân cùng dạ tư niên chạy đến, lại phát hiện bên ngoài có rất nhiều người đang chửi bậy. Tử Yên, chúng ta muốn Tử Yên. Móa, lão tử đợi nửa ngày, ngươi nói với ta Tử Yên biến mất rồi. Tử Yên không thuộc về Hoa Hương lâu các ngươi, Tử Yên thuộc về toàn bộ An Khang Châu. Hồng Mụ cầm lấy tấm lụa lau mồ hôi, hô lớn. Các vị đại gia an tâm chớ vội, Tử Yên nhà chúng ta có chút việc tư phải xử lý, qua mấy ngày nhất định sẽ trở về, đến lúc đó múa một khúc cho các vị đại gia hả giận được không? nghe thầy múa một khúc cho mọi người mọi người cũng không náo loạn nữa có chức ý thỏa hiệp hồng mụ tốt nhất là giống như ngươi nói nếu qua mấy ngày không nhìn thấy tử yên lão tử đập hoa hương lâu của các ngươi vâng 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 các vị đại gia chớ tức đi thong thả hồng mụ mang theo nụ cười làm lành nói tự mình đưa tiễn có tiền chính là đại gia đây là chân lý sau khi đưa tiễn mọi người hồng mụ thở vào một hơi nha đầu tử yên chết tiệt kia chạy đi đâu cả ngày rồi còn chưa trở lại trong lúc hồng mụ thầm mắng tử yên dịch y vân cùng dạ tư niên cũng đi tới chuyện này khiến hồng mụ sững sờ mẹ con đi dạo hoa lâu lần đầu thấy nha người chính là hồng mụ dịch y vân khẽ cười nói mang theo tôn kính hồng mụ nhẹ gật đầu đúng vậy vị phu nhân này có chuyện gì không nếu như muốn nghe ngóng phu quân hạ lạc thật có lỗi hồng mụ ta là người có nguyên tắc sẽ không bán đứng khách nhân hồng mụ hiểu lầm dịch y vân cười nhạt một tiếng hiểu lầm người muốn tìm cô nương cho nhi tử hay là muốn tìm hán tử cho mình loại phục vụ này chúng ta rất khó xử lý nhưng nếu như phu nhân cần cam đoan đã đến đúng chỗ dịch y vân cũng không muốn nói nữa bên cạnh đã có vài người bắt đầu chỉ trỏ gánh không nổi cái mặt này cho nên trực tiếp lấy bức thư ra hồng mụ thấy vậy sững sờ thế này là có ý gì Hồng Mụ nhìn một chút liền biết. Hồng Mụ tiếp nhận bức thư, mở ra xem, toàn bộ quá trình trên mặt Hồng Mụ không có bất kỳ biểu lộ dư thừa gì, vô cùng bình tĩnh. Sau khi xem xong, Hồng Mụ trả lại cho dịch y vân, cười nói. Nguyên lai like là dạ phu nhân và dạ công tử, chiêu đãi không chu đáo, mời vào trong, hai người cười cười, theo Hồng Mụ đi vào hoa hương lâu, đi thẳng tới tầng cao nhất. Hai vị có yêu cầu gì cứ việc nói, ta sẽ truyền đạt hồng mụ cầm lấy cái tẩu trên bàn bộ dáng hồng mụ lúc này có thể nói là một trời một vực so với lúc nãy dịch y vân cung kính hỏi hồng mụ mặc dù yêu cầu này có chút vô lễ nhưng ta vẫn muốn gặp nguyên tôn kiếm đấy một lần biết vô lễ còn hỏi hồng mụ nhổ một ngụm khói mù quay đầu nhìn về phía dịch y vân cùng dạ tương nhiên ánh mắt lạnh lùng không dám dịch y vân lập tức bồi tội nói nhanh một chút nguyên tôn kiếm đế rất bận, dịch y vân nhẹ nói ra. Còn ta dạ tư niên, muốn bái kiếm đế làm thầy, không biết có được hay không? Bái sư Hồng mụ mang theo hàm ý hỏi, nhìn cặp mắt nhỏ mị mị của hồng mụ, toàn thân hai người liền phát lạnh, nhưng bây giờ không thể không kiên trì yêu cầu này. Ta sẽ truyền đạt yêu cầu của các người trong nguyên tôn kiếm đế, mời trở về đi, chuyện này nhớ phải giữ bí mật, bằng không thì, các người biết rồi đấy khuôn mặt mộc phì của hồng mụ đã không còn vẻ đáng yêu vũ mịn nữa chỉ có sát ý thật sâu khiến cho người ta không rét mà run dịch y vân cùng dạ tư niên chắp tay nói ra xin nguyên tôn kiếm đế cứ yên tâm cho dù đau gác ở trên cổ chúng ta cũng sẽ không để lộ ra nửa phần ừ. trở về đi có tin tức ta sẽ thông báo cho các ngươi tạ ơn hồng mụ dịch y vân cung kính cười nói đúng rồi Nam nhân đã của người ở chỗ này thiếu kim tệ, không nhiều, chỉ chừng 30 vạn. Mỗi lần chơi cô nương đều không trả tiền, nếu không phải thấy y là gia chủ dạ ra, ta đã sớm tìm người đánh chết y. Xịt y vân nghe xong rầm mặt lại, hay cho một tên dạ chiếu, thế mà đi hoa lâu chơi gái. Còn ghi nợ, ngươi thật không biết xấu hổ, nếu như hôm nay không đến đây, ta còn đau lòng vì ngươi. Hồng mụ yên tâm, ngày mai ta sẽ sai người đưa kim phiếu đến. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Dạ Tư Niên cũng không dám tới cái hoa lâu này, một chút chuyện riêng tư đều không giữ được. Vừa rồi Hồng Mụ này ở bên ngoài còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đảo mắt liền bị bán. Mẹ con hai người đi ra hoa hương lâu, cũng là tầng tầng thở phào một hơi. Mẫu Mộ thân, người cảm thấy Nguyên Tôn Kiếm Đế có thu con không? Dạ Tư Niên khẩn trương hỏi. Nếu như thu mình làm đồ đệ, như vậy tương lai, trong đầu không khỏi huyễn nghĩ tới. Không biết. Một chậu nước lạnh xối từ đầu đến chân Dạ Tư Niên nghe mẫu thân nói hình ảnh huyễn tưởng vừa rồi liền nát vụn bất quá đây là hy vọng duy nhất của chúng ta tư niên van cầu lão thiên ừm hải nhi biết hiện tại cũng chỉ có lão thiên có thể cứu vớt hai mẹ con này sáng sớm ngày thứ hai dạ tư niên từ trong tông đường đi ra ngáp quỳ một buổi tối cầu một buổi tối soạt một đạo ánh bạc thoáng hiện chỉ thấy trên cửa gỗ bên xuất hiện một thanh phi đao bên trên phi đao còn có tờ giấy dạ tư niên tỉnh càng ngủ cảnh giác nhìn xung quanh lập tức rút đao vứt trên mặt đất mở tờ giấy ra sau khi xem xong trái tim dạ tư niên đều muốn nứt ra bởi vì nguyên tôn kiếm đế đáp ứng thu mình làm đồ đệ thậm chí ở phía dưới còn có ký tên nguyên hạo mẫu thân mẫu thân mẫu thân dạ tư niên mừng rỡ không thôi trực tiếp chạy ra ngoài lúc dạ tư niên chạy không bao lâu một người áo đen đột nhiên xuất hiện tại hiện trường nhặt phi đao trên mặt đất lên thì thào một câu kiện đang phi đao lên giá không thể tùy tiện ném vẫn phải thu về lần sau sử dụng nói xong liền tan biến ở hiện trường sau khi dịch y vân biết được cả người mừng như điên lập tức viết thư cho dạ gia dạ thái kinh gia chủ dạ gia dạ an khang châu không phải con ta thì còn có thể là ai dạ côn với tư cách là người cạnh tranh lúc này đang ôm thê tử nằm ngáy o oh, o oh, hoàn toàn không biết mình lẫn cử viên trước gia chủ còn bị người nhằm vào côn ca dưới tình huống cái gì cũng không biết đối thủ đã bắt đầu động thủ nhưng vấn đề càng lớn hơn là côn ca căn bản không quan tâm nói khó nghe một chút chính là ngươi chủ động tới thương lượng với ta gia chủ này liền cho ngươi thứ ngươi coi như bảo vật côn ca ta chỉ xem như cái rắm ly nhi eo thật trơn mộ nhi eo rất thon diệp ly và nhan mộ nhi thật muốn bóp chết tên đầu chọc chết tiệt này không nguyện ý coi như xong còn nói lời này không sợ chúng ta đội cho ngươi hai cái mũ thật đẹp à đại ca đại ca ngoài cửa vang lên tiếng hô của dạ tần bây giờ dạ côn nghe thấy loại tiếng hô này cũng biết không phải chuyện tốt bất quá sao hôm nay đệ đệ lại dậy sớm như vậy đương nhiên là bị trưởng tôn nhị cùng tử yên kéo lên dù sao vừa mới đến dạ ra làm sao có thể để tẩu tẩu làm đồ ăn sáng hoài được làm sao vậy còn đang ngủ chớ ngủ thánh nhân đã chiêu cáo thiên hạ hừm dạ côn trực tiếp nhảy xuống giường mặc áo trắng mở cửa kiểu thê trên giường thầm mắng tiểu chọc đầu một tiếng tranh thủ thời gian kéo chăn tre khuất thân thể dạ tần cũng là người đứng đắn làm sao có thể lất trộm đây xảy ra chuyện gì thánh nhân chiêu cáo thiên hạ cha được phong vương ra công chúa trưởng tôn nhị gà cho cho ta còn có ký châu trưởng tội danh thành lập kết án mà ba đài tiếp nhận vị trí châu trưởng dạ côn sờ lên đầu chọc ba đài thật lên làm châu trưởng hơn nữa còn kết án như thế, chuyện này cũng quá quan loan rồi đi. Cảm giác chuyện này chính là do thánh nhân làm, nhanh như vậy đã kết án, mà hiện tại ba đẻ xem như thật nám toàn bộ An Khang Châu trong tay. Một mình kiêm tận ba chức vị quan trọng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua, hơn nữa cũng quá nhanh đi, không tới mấy ngày đã biến thành châu trường. Đại ca, hiện tại bên ngoài lại có người đến, đông tứ và đát tử đang ngăn cửa. Là ai tới? Dạ Côn nghi hoặc hỏi. Đều là quyền quý An Khang Châu tới tặng quà, dạ tần bất đắc sĩ nói ra, nếu cha cùng mẫu thân còn ở đây thì tốt rồi, chúng ta vẫn còn là hài tử. Đầu dạ côn đã muốn đất ra, người nói không gặp, vậy không phải liền mất đi rất nhiều nhân mạch sao, còn đắc tội người ta, nhưng nếu gặp, côn ca lại không thích tràng diện như thế, đột nhiên, ánh mắt dạ côn sáng lên. Đệ đệ, bảo thê tử của ngươi đi gặp đi, nói thế nào cũng là công chúa đối phó loại chuyện này tuyệt đối là cao thủ hơn nữa có công chúa những người kia cũng sẽ có chừng mực đại ca nói có lý ta sẽ về nói với nhị nhị ây đã gọi nhị nhị rồi cơ à rất thân mật đấy thế nào đã đoạt trái tim công chúa tới tay biến thành người của chúng ta chưa dạ côn du lông mày lên khà khà nói ra dạ tần sờ lên tóc mai cười nói đại ca nào có nhanh như vậy cũng phải bồi dưỡng tình cảm một thời gian. Hiện tại tình cảm các ngươi còn chưa đủ sâu. Bây giờ còn chưa bắt đầu trao đổi trên tinh thần, từ từ sẽ đến. Dạ côn dơ ngón tay cái lên, ngươi như bước Gọi tàu tàu đến ăn sáng đi, ta đi thương lượng với nhịn nhịn. Được. Chờ sau khi đệ đệ rồi đi, dạ côn đi vào trong nhà, lập tức liền cảm nhận được một cỗ oán khí thật sâu. Thế tử, chúng ta đi ăn sáng đi, công chúa tự mình làm, nếm thử xem thế nào. Dạ côn trực tiếp nắm chặt tay nhỏ của thê tử rồi đi ra ngoài, khiến thê tử vừa bực mình vừa buồn cười. Trường tôn nhị đáp ứng yêu cầu của dạ côn, thấy những người này, tự yên liền ở bên cạnh bồi tiếp, diệp ly và nhan mộ nhi không thích loại tình cảnh này, ăn cơm liền né tránh. Dạ côn cùng dạ tần càng không thích, cùng nguyên trần và phong điền đi tu luyện, nguyên trần và phong điền nghe phải tu luyện, biểu thị chúng ta muốn hướng công chúa tẩu tẩu học tập kỹ xảo nói chuyện trong quá trình tiếp kiến cũng phát sinh một chuyện bên trong mấy tên quan lại quyền quý có người từng gặp qua tử yên khi nhìn thấy tử yên thế mà ngồi ở chỗ này còn cùng công chúa ngồi cùng một chỗ liền lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc hỏi một chút càng ghê gớm khó trách tử yên không có ở hoa lâu hiện tại đã biến thành thê tử tiểu vương gia quả thật đã biến thành phượng hoàng bay lên đầu cành rồi Nữ nhân chỉ cần dung mạo xinh đẹp liền có thể dựa vào nam nhân mà sống dễ dàng vô cùng kiếp sau nhất định phải là một nữ nhân xinh đẹp. Từ yên biến thành tiểu thê tử tiểu vương gia, tin tức này rất nhanh liền truyền đến tai hồng mụ, hồng mụ kém chút đã tức chết, nhà đầu chết tiệt kia không nói tiếng nào liền đi, còn muốn làm tiểu vương phi, tiểu vương gia kia của ngươi còn chưa trả tiền thuộc thân cho ta đây, xem ra phải đi một chuyến. Người ở An Khang Châu lục tục ngo ngoe biết chuyện tiểu vương gia cùng chuyện của công chúa, đều há mồm kinh ngạc, đối với chuyện ba đài tạm thay chức châu trường, mọi người tự hồ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, dù sao phát sinh chuyện như thế, cũng không thể lập tức chọn ra một vị trâu trưởng mới được. Buổi trưa, ngay cả trưởng tôn nhị cũng mệt không thể tả, tần ca lập tức nắm lấy cơ hội, quan tâm, khiến trưởng tôn nhị lộ ra nụ cười nhạt. Nhị nhị khổ cực, vai mỏi rồi phải không, phu quân xoa cho nàng. Tạ ơn phu quân. Phu quân, ta cũng mỏi. Được được, phu quân cũng xoa. Nguyên Trần và Phong Điền cảm thấy tần ca ngươi cũng đang đi lên vết xe đổ của phụ thân ngươi, không phải đã nói không đi sao. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhìn ở trong mắt, không có so sánh, liền sẽ không đau lòng, tiểu chọc đầu, tới bây giờ ngươi cũng chưa từng bóc vai cho chúng ta. Dạ côn thật muốn hào hào nói chuyện với đệ đệ một chú, ngươi muốn học cha cũng không nên làm ở trước mặt tổ tổ ngươi, không biết năng lực học tập của các nàng rất mạnh sao, khiến đại ca lâm và bất nghĩa. Thiếu ra, đại sự không ổn dạ côn nghe thấy đông tứ lại hô câu nói này côn ca liền ngổn ngang trong gió lại xảy ra chuyện gì người nào chết không phải là một bà béo dẫn một đám người xông đến đã từ kinh hô một tiếng bà béo kia rất linh hoạt bà béo dạ côn lẩm bẩm một tiếng lời vừa mới vừa dứt âm dạ côn liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hô to tử yên nhà đầu chết tiệt thế mà chạy đến nơi đây đúng là dụng tâm lưng khổ nhà. hồng mụ dẫn một đám lâu la tới trong tay mỗi người đều cầm trường côn tử yên nghe thấy âm thanh này lập tức ôm lấy tần ca bộ sáng điểm đạm đáng yêu phu quân tử yên đừng sợ có ta ở đây dạ tần thật sự rất thích tử yên công chúa chẳng qua là nhiệm vụ cha giao cho không còn cách nào lúc dạ côn thấy vị hồng mụ này khóe miệng liền giật một cái. Hồng Mụ cũng không ngờ, lại là hai vị thiếu gia này, vẻ mặt trong nháy mắt biến. Nguyên lai like là hai vị thiếu gia, ai nha, phải nói sớm chứ, cái cam của Hồng Mụ cười đến run lên, đã quen nhìn mỹ nữ đầy nhà, đột nhiên nhìn thấy mập mạp, quả thật có chút thú vị. Đây không phải Hồng Mụ sao? Làm sao rảnh rỗi đến học viện của ta vậy? Dạ cô đứng dậy cười nói. Còn không phải đến tìm Từ Yên sao? ta rất lo lắng nàng gặp phải người xấu hồng mụ yên tâm tử yên ở bên trong an toàn vô cùng vậy thì tốt nhưng hoa lâu vẫn đang chờ tử yên trở về làm việc đây hồng mụ cười bồi nói nói thế nào hiện tại cũng là nhất gia chi chủ dạ côn liền cười nói hiện tại tử yên đã là nữ nhân của đệ đệ ta làm sao có thể trở về được dựa theo thân phận mà nói tử yên cũng xem như là tiểu vương phi rồi đúng vậy đúng vậy nhưng số tiền chuộc thân này hồng mụ chà chà ngón tay bộ giá ngươi hẳn đã hiểu dù sao trưởng tôn nhị cũng là người của hoàng thất từ tốn nói tiền không thành vấn đề dạ côn cùng dạ tần lập tức giật mình tiền không thành vấn đề công chúa điện hạ ngươi lấy đâu ra tự tin ngươi không có mang đồ cưới đến đấy đã công chúa nói như vậy ta cũng yên tâm nếu tử yên tìm được nơi trở về vậy một trăm vạn kim tệ là được trăm vạn kim tệ, mọi người trong phòng hít sâu một hơi, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, trường tôn nhị cũng bối rối, nhiều tiền như vậy. Công chúa Điện Hạ, hồng mụ hướng phía trưởng tôn nhị kêu. Dạ côn cùng dạ tần làm bộ ta không quen biết nàng, trưởng tôn nhị cười cười, che giấu bối rối của mình. Phu quân, nhà ta không thiếu tiền đi, dạ côn yên lặng nghĩ đến, nhà ta không thiếu thực lực, nhưng rất thiếu tiền. Nhị nhị, nàng không hỏi thì tốt hơn. Dạ tần nói nhỏ, trưởng tôn nhị yên lặng cúi đầu xuống, thật mất mặt. Vẻ mặt dạ tần nghiêm túc, trầm giọng nói. Hồng mụ, giá tiền này quá cao, ta thấy. Trong lòng dạ côn chấn động, đệ đệ lại sắp mở ra phương thức trả giá của ma. Nếu người nói 50 vạn, người ta liền sẽ vui mừng hớn hơ. Đệ đệ, để đại, đại ca tới. Được rồi đại ca ngươi lên. Hồng mụ, tiền này ấy à, không phải là không có, nhưng giá này của ngươi cũng hơi cao rồi đi. Công tử, tự yên chúng ta của chúng ta là nhân vật thế nào, toàn bộ An Khang Châu đều biết đến, ngay cả người từ Thái Kinh cũng mộ danh tìm tới, cái giá này đã rất tiện nghi. Hồng mụ cười nói, còn làm ra động tác lan hoa chỉ, kém chút buồn nôn chết người, quá đẹp đẽ. Hồng mụ, ngươi nói sai rồi, Tự yên là vô giá. Đại ca nói không sai, hồng mụ nghe xong sững sờ. Vô giá. Đúng vậy, vô giá. Vậy là bao nhiêu kim tệ? Vô giá dĩ nhiên không phải kim tệ có thể tính được, hồng mụ không hiểu sao. Không hiểu, hồng mụ ta là tục nhân, chúng ta cứ dùng kim tệ tính cái vô giá này đi, dạ côn cảm thấy rất khó giải quyết xem ra phải uy hiếp một phen. Hồng mụ à, dạ côn ta không thích làm giả bộ, hôm nay thánh nhân đã ban bố thánh chỉ, cha ta chính là vương gia, công chúa đều gà cho đệ đệ ta, dạ ra dạ chúng ta thiếu ngươi chút tiền này sao, có đúng không, dạ côn hướng về nguyên trần và phong điền hô. Đúng đấy, côn ca chúng ta thiếu người chút tiền này sao. Phong điền cùng nguyên trần cũng rất biết phối hợp, hồng mụ nghe xong cao mày lại. Lời là không sai, nhà vương gia làm sao có thể quan tâm chút tiền lẻ này được. Đúng vậy. Nếu là tiền lẻ, hiện tại liền thanh toán đi, các ngươi cũng không thiếu chút tiền này, nụ cười của dạ côn cứng đờ, hồng mụ làm sao còn không hiểu. Hồng mụ, dạ côn ta nói rõ với ngươi, đừng như vậy. Hả, công tử là muốn động thủ sao, người đâu, uống, một đám lâu la cầm gậy vừa huy động vừa quát, đúng là có chút khí thế thế mà động võ ở trong học viện, hồng mụ này thật là hung hăng càn quấy. Đừng tưởng rằng các ngươi là hoàng hoàng thân quốc thích thì có thể muốn làm gì thì làm, ta đi báo quan, lão nương đi tới chỗ nào cũng có lý, tiểu vương gia chiếm đoạt nữ tử hoa lâu, còn cùng công chúa chung một chồng, chỉ sợ chuyện này không dễ nghe đi. Càn dỡ. Trường tôn nhị cũng có tôn nghiêm của hoàng thất, làm sao có thể để một tú bảo vũ nục được, được, nhưng mà hồng mụ căn bản không sợ, chắp tay triều kiến, coi dù đến trước mặt thánh nhân, ta cũng có lý. Dạ côn đột nhiên phát hiện, có lý mới có thể đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, hay là tìm một cơ hội bảo đông tứ và đát từ thủ tiêu bọn họ, nhưng người ta cũng chỉ muốn kim tệ mà thôi, dạ côn ta cũng là người giảng đạo lý. Cho nên dạ côn đi đến trước mặt hồng mụ, cúi đầu nói khẽ. Có tin tối nay ta tìm người tới phá người không? Người uy hiếp ta. Hồng mụ chỉ dạ côn nói, đúng vậy có vấn đề gì không ta muốn đi báo quan chúng ta có công chúa ta muốn đến thái kinh kiện các ngươi chúng ta có công chúa ta 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 công chúa của chúng ta nói hoa lâu kia của các ngươi ngày mai không được mở cửa công trình vi phạm phải tháo rỡ dạ côn cười hắc hắc nói nhẹ nhàng nói chuyện ngươi không nguyện ý xem ra chỉ có thể mạnh mẽ cứng rắn trưởng tôn nhị cũng nhịn không được muốn cười đại ca thật là lợi hại